một người nghèo lạ chàng nghèo thật hết chỗ nói cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi lâu lắm người ta mới biếu cho chàng một cái búa để đền ơn cứu sống một em bé chết đuối được búa chàng đưa mẹ vào núi tìm một hang đá chàng lót rơm êm và có gió mát để mẹ ăn ở như thế chàng an tâm lắm ngày ngày đi kiếm củi rồi về chợ đổi gạo mặc dù ít tiền, chàng vẫn mua được thịt để mẹ xơi. Tu lại tên chàng chẳng những lan rộng với chữ hiếu mà người ta còn gọi chàng là tráng sĩ, vì chàng thường giúp đỡ nhân dân trong vùng ấy. Bất luận gặp một tai nạn gì, chàng thường giúp đỡ họ tận lực. Vì chàng ở núi nên người ta đặt chàng những món tiền lớn để bắt các thú rừng hiền lành như nai, khỉ, chồn, thỏ, Vân, vân tu lại từ chối vì chàng là một phật tử chân chánh không bao giờ giết một sinh vật nào dù nhỏ chẳng những chàng không bắt chúng mà còn yêu mến chúng nữa nên lâu ngày chúng quen và thường gần đến chỗ hai mẹ con chàng ở cái hàng ấy bao giờ thành vui hoa lạ nở hai bên những tổ chim làm gần gũi ở đó có những đêm trăng sáng mẹ con chàng ngồi kết mấy thứ cỏ khô thành áo để mặc mùa đông nhưng đã sáu ngày nay trời mưa luôn không ngớt gạo trong hang đã hầu cạn chàng lo ngại nếu mưa cứ kéo dài hôm nay trời bừng sáng tu lại sung sướng quá chàng chào mẹ rồi vắt búa ra đi đến chỗ thường đốn củi thì xa xa có bóng ba thiếu nữ thấy có người ba bóng kia bỏ đi nơi khác chàng để bầu nước xuống và sửa soạn vào việc. Thì, ồ, thật, một chiếc kim thoa ống ánh nằm ngã nghiêng bên tảng đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng vội nhặt lấy rồi chạy theo ba thiếu nữ kia trả lại cho họ. Người ta nhìn chàng với cặp mắt cảm trọng. Nhưng người tráng sĩ không trả ân bằng tiền gạo được, vì người ta biết tiếng chàng nhiều lắm. Từ độ ấy về sau, nơi hang mẹ chàng, thỉnh thoảng có người đem biếu gạo trắng thịt ngon trong lúc chàng đi làm củi vắng. Cứ thế, rồi một ngày kia. Một sáng mai, khi chàng còn mơ màng chưa tỉnh hẳn, thì có một nàng tiên đến ngồi bên chàng. Nàng tiên ấy trên trời xa xuống lâu hay mau không biết, hồi nào không hay, nhưng nàng là tiên thật, vì nàng đẹp lắm một tấm voan màu nước biển phủ nhẹ toàn thân. Trên mái tóc xanh là một tràng hoa tươi. Chàng phải gượng với bộ áo sơ sài của mình. Tu lại ngồi phát dậy. Nàng là ai? Sao lại đến đây? Thiếp là sương phụ, đánh rơi chiếc kim thoa hôm nọ, được tráng sĩ cho lại. Về nhà thiếp suy nghĩ. Ở đời, giàu sang không phải chơn hạnh phúc, được gần bậc hiền nhân, mới chắc chắn sống một lối sống của con người biết sống. Thiếp nai giàu có của cải dư dật, cha mẹ không, chồng chết, chỉ có hai con thơ. Nay thiếp đến đây nguyện theo chàng, mong chàng đừng phụ. Thiếp xin thai chàng hầu hạ mẹ già và giúp chàng học hành để thành danh đức, hầu sau làm lợi ích cho đời. Nếu chàng cố chấp không nghe, thiếp rất tiếc tại ba đức độ của chàng vùi sâu trong hang thẳm. Tiếng nàng trong và êm quá, trong như tiếng suối chảy, êm như tiếng chim kêu. Nàng nói với một vẻ thiết tha thành thật. Câu chuyện mới cắt cớ làm sao, mỗi lời nói của nàng như rót vào tai tráng sĩ. Tu lại mơ màng như người trong mộng, chàng suy nghĩ. Không biết ta chìm bao hay thật, mà nàng là người thật hay ma? Bỗng chàng nghiêm nét mặt và bảo. Tôi xem nàng là người đoan chính, là giàu sang, là do phước báo của đời trước đã gây tốt nhiều. Còn tôi chỉ là một kẻ nghèo khổ, làm sao xứng đáng với nàng. Và theo tôi, một người sương phụ thì cần phải thờ chồng, nuôi con, dạy vẽ cho con nên người. Xứng với ý nghĩa con người mới phải. Thiết thật hơn, tôi nay còn mẹ già, nếu tôi lập gia đình, tình yêu mẹ sẽ sang sớt. Nàng còn có con thơ, nếu nàng lập gia đình, tình yêu con sẽ không còn nguyên vẹn. Mẹ tôi cần có tôi mới vui, con nàng cần có nàng mới sống. Vì vậy tôi khuyên nàng trở về nuôi con và dứt bỏ câu chuyện này. Còn nàng sợ đức độ tài ba của tôi sẽ mai một. Nếu tôi quả có đức độ như nàng tặng, thì trong rừng sâu các loại cầm thú cũng cần có đức độ để che chở cho chúng. Như thế, có đức độ thì ở đâu mà lại không dùng được nàng tiên ấy bay đi trời đương sáng bỗng tối hẳn người tráng sĩ cũng thấy nao nao trong lòng nhưng rồi chàng lại vui lên nhiều vì chàng đã chiến thắng song không hiểu vì sao những chuyện kỳ lạ lại hay đến với người nghèo lạ ấy một hôm có một người lạ mặt hốt hoảng chạy đến lôi ra một thổi vàng thắm rồi thưa với tu lại thưa tráng sĩ tôi xin biếu chút quà mọn này nhờ tráng sĩ giúp cho tôi một lời nói ngày mai đây nếu có ai hỏi có một đoàn người đi qua đây không thì tráng sĩ nói cho họ biết một tiếng là có ở đây chỉ có tráng sĩ và tôi ngoài ra không còn ai hay chuyện này cả vả lại tráng sĩ chỉ nói cho một tiếng cũng không sao nói xong người bỏ vàng lại đó rồi chạy mất tu lại chưa kịp suy nghĩ gì cả nhưng chàng vội lượm vàng rồi chạy theo thật nhanh mất kịp tu lại kéo tay người kia không không vàng ông hãy cầm lấy tôi không thể theo lời của ông được tôi là một người phật tử không bao giờ làm việc ám muội một lời nói của người quân tử trọng hơn nghìn vàng nhưng một lời nói còn trọng hơn cả thân mạng nếu ông đem nghìn vàng hay dùng uy thế để hại mạng tôi bảo tôi nói dối thả chết chứ không bao giờ phạm giới cấm của phật nói xong tu lại bỏ vàng rồi chạy thẳng tiếng tốt của người tráng sĩ bay xa như ngọn gió mát vô tình thổi từ rừng sâu vào đến thăm cung a dục vương là người hiếu kỳ muốn thử chàng nên những chuyện bỏ rơi và người con gái đến tận hang chàng chính là cung nhân của vua a dục vương sau mấy lần thử thách nhà vua biết tu lại là bậc hiền nhân nên đem lòng đố kỵ sai người đến hại chàng tôi vâng lệnh nhà vua đến giết tráng sĩ người đao phủ cầm gươm sáng bảo thế ồ thế thì tốt quá tôi rất cảm ơn ngài đã vì tôi mà hủy dùm cái thân ô quế đầy tội lỗi này song tôi còn chúc mẹ già nhờ ngài chiếu cố cho tên đao phủ ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của tu lại ông là vô tội nhà vua vì lòng đố kỵ sai tôi đến hại ông Vậy ông không giận nhà vua sao? Không, tôi không giận mà còn thương hại nhà vua, đã gây nhiều nghiệp ác. Trước khi chết, tôi xin cầu Đức Phật cho nhà vua phát bộ đề tâm hồi hướng thiện niệm. Tên đào phủ miếm môi, đỏ mặt, đưa gươm lên cao, dán xuống đầu chàng. Nhưng lưỡi gươm kia xuống từ từ rồi chui thẳng vào vỏ kiếm. Sáng hôm sau, vua A Dục lên tận hang chàng ở đến nơi chàng đi làm củi sớm, vua chờ trọn ngày mới gặp. Vua A Dục từ tốn bảo. Trẫm làm vua, trong nước có hiện tại mà trẫm biết chậm, thật là đáng tiếc. Ngày nay, nước nhà loạn lạc, trẫm mong tráng sĩ về triều cùng trẫm chăm lo việc nước. Được vậy, thật là hạnh phúc cho nhân dân. Chàng từ chối năm bảy dạo, vua nài nỉ đôi ba phen cuối cùng chàng hẹn trong 7 ngày sẽ trả lời. Trong 7 ngày, ba lần vua đến thăm, ba lần vua cho người lên thăm hỏi. Tu lại hỏi ý kiến mẹ. Mẹ chàng bảo. Hiện nay mẹ trong nước, nhà vua thì lãng mạn, hoàng dung, hà khắc dân tình, nhân dân oán tháng, đến nỗi họ đặt tên nhà vua là Chiên Đà La A Dục. Triều đình nịnh thần ô lại ngoài nhà vua hung tàn, còn ngỗ nghịch, vợ bất chánh, chồng bất lương, đạo đức hầu như mất hẳn, tất cả tầm niệm xấu xa độc ác kết hợp lại. Do đó, giặc cướp nổi lung tung. Còn nài chấp kinh cũng phải tụng quyền. Vậy nhân cơ hội này, còn có dịp đem giáo lý của Đức Phật để cảm hóa quần sanh, hầu mong cứu vãn nhân tâm, đưa lại sự an ninh cho nhân loại vâng lời mẹ tu lại về triều vua ai dục lấy hai chữ quốc bửu tặng chàng làm tên trước hết quốc bửu đem bà pháp quy y năm điều cấm giới cảm hóa vua vua ai dục từ khi biết quy đầu về phật không bao lâu trở thành một vị minh quân ông đổi hẳn chính sách lấy đức độ trị dân không dùng oai thế tàn bạo như trước nữa vì thế mà nhân dân trong nước trở lại cảm phục vua từ đó đặt tên vua là Thích Ca A Dục, ông vua hay làm điều nhân từ. Trong nước, nhà vua trọng những người hiền hiếu, trừng trị kẻ hoang dâm, cấm hẳn sự xa hoa, cờ bạc, săn bắn, triệt đẩy, không rượu chè đàn điếm. Người già cả, bệnh hoạn, được săn sóc chu đáo, nhà nhà đều thờ Phật, trọng tăng tu pháp, thập thiện. Nếu ai phạm một trong năm điều răng phải bị trục xuất ra khỏi nước nhờ vậy không bao lâu trong nước trở lại thái bình an lạc thuật giả thể quán thập thiện mười điều lành thân không giết hại không trộm cướp không tà dâm miệng không nói dối không nói điều thiêu dệt không nói hai lưỡi không nói độc ác ý không tham lam không giận dữ và không si mê thắng lợi chân chánh là ở Phật giáo chứ không phải vũ khí. Ai dục hòa tùng khẩu xuất. Thoải xưa ở trong một cái hồ kia có một con rùa và hai con cò trắng thường lui tới làm bạn với nhau. Năm ấy trời đại hạn, suốt một năm trời ròng rã như không có cơn mưa nào cả, nước ở trong hồ cứ cạn dần vì thiêu đốt gay gắt của mặt trời cỏ lát trong hồ cũng vàng úa tàn tạ có thể nước nóng như một chảo nước sôi vì thế loài thủy tộc chết lần chết mòn ở trong tình trạng đó chàng rùa ta ngồi đứng không yên và trong đầu óc luôn luôn suy nghĩ một phương kế thoát thân khỏi cái địa ngục nóng này thì mai thay trong lúc ấy có hai vợ chồng cò đến chơi thấy bộ dạng thiểu não của chàng rùa hai vợ chồng cò ân cần hỏi thăm chắc có chuyện gì buồn chăng mà trong bác có dáng lo nghĩ thế rùa rầu rầu đáp hai bác ơi tôi đang gặp phải đại hoạn phen này chắc chết mà không còn trông gặp mặt hai bác nữa chàng cò chận lời chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau sung sướng cùng chia thì hoạn nạn cùng chịu vậy bác hãy cho chúng tôi biết nguyên nhân nào làm cho bác phiền muộn họa mai chúng tôi có thể tìm phương giải quyết và giúp đỡ bác chăng. Chứ chưa chi mà bác đã than vang thất vọng như thế. Rùa trả lời với một giọng lâm ly thống thiết. Không biết hai bác này làm ăn thế nào, chứ tôi hai hôm nay chưa có lót dạ nửa con tép, chứ đừng nói tôm cá, vì chúng đã hết rồi, mà nước thì cạn dần thế này, thì trước sau thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay độc ác của lũ chằn trâu cách đây 5 năm, tôi đã bị chúng bắt một lần. Cũng may, nhờ một bà già mua và đem đến chùa phóng sanh, nên mới sống sót đến ngày hôm nay. Vì thế, mỗi lần nghĩ đến tai nạn chết chóc, tôi bắt rùng mình. Trong lúc chàng cò đang ra dáng suy nghĩ, thì chị cò thương hại hỏi. Sao bác không đi ở nơi khác một phen xem thế nào? Bác thử nghĩ, xưa nay tôi có từng đi đâu đường xá thì xa xôi nguy hiểm, mà sự đi lại của tôi quá chậm chạp, cho nên tôi nghĩ thả chết nơi chôn nhau cắt rúng còn hơn. Bỗng chàng cò ngóng cổ nói lớn lên với một niềm hy vọng. Thôi, bác khỏi lo, cách đây 10 dặm có một hồ sen không khi nào cạn, mặc dù là lúc trời hạn hán, chúng tôi sẽ đem bác đến đấy. Trước là giải quyết sinh kế, mà sau nữa được gần gũi nhau trong lúc tối lửa tắt đèn nhưng chàng rùa vẫn lo ngại, nói vẻ thất vọng. Trời ơi, mười dặm, một dặm mà tôi đã đi đến trưa, huống nữa là mười dặm. Thôi, tôi đành chịu chết vậy. Điều ấy bác cũng không nên lo. Chàng cò tin tưởng nói, chúng tôi đã có phương pháp, nhưng có điều hơi khó là bác cần phải bình tĩnh và can đảm. Bác thử nói xem, chàng rùa vội vàng hỏi, khó thế nào tôi cũng cố gắng. chàng coi giải thích với một điều bộ quan trọng. Phương pháp như thế này, hai vợ chồng tôi tha một cái cây mỗi người một đầu, còn bác thì ngậm ngay chặn giữa. Chúng tôi sẽ tha bác đến cái hồ kia. Nhưng có một điều tối quan trọng và nguy hiểm bác nên nhớ. Trong lúc chúng tôi bay, bác phải ngậm chặt vào cây và không được nói năng hay hỏi hàng gì cả, mặc dù gặp phải trường hợp thế nào đi nữa chỉ trong vòng nửa giờ là chúng ta đến nơi. Bác nhớ nhé. Tôi dặn lại, dẫu gặp trường hợp nào, bác cũng phải ngậm miệng, không được nói năng. Chàng rùa ra dáng hiểu biết. Thôi tôi nhớ rồi, hai bác xem tôi chẳng bằng con nít, dặn đi dặn lại mãi. Sau khi sửa soạn xong, chàng cò lại thiết tha căng dặn lần cuối cùng. Đó, bác bây giờ muốn ho hen hay nói gì thì cứ nói đi chứ chốc nữa mà mở miệng thì nguy hiểm lắm đấy. Xong câu đấy, cả ba làm theo ý định bốn cánh vỗ mạnh. Hai cặp chân cò duỗi thẳng, chàng rùa hỏng mặt đất rồi từ từ lên cao. Chẳng khác nào chiếc máy bay hai động cơ. Bay được một lát, mặc dù lần đầu tiên thấy những cảnh kỳ lạ hiện ra trước mắt. Đây là cánh đồng xanh rì rợn sóng như tấm nhung xanh. Kia, con sông trắng phao nằm quằn quèo như con bạch xà lượn khúc và cây cối nhà cửa vân vân bao nhiêu là cảnh đẹp mắt đã bao lần chàng rùa định mở miệng để hỏi cho thỏa thích tò mò nhưng mai thay mỗi lần định hỏi chàng lại sực nhớ đến lời dặn quan trọng của anh chàng cò trắng nếu sự đời yên ổn thì nói làm chi rủi thay trên đường hành trình của chàng rùa không qua khỏi cặp mắt tinh quái của lũ trẻ một đứa là lớn anh em ơi ra đây coi nè hai con cò tha một con rùa a ha vui quá bọn trẻ đồng la ầm lên một thằng lớn nhất trong bọn hét lớn a ha thật giống hai thằng mỏng dắt một anh thầy bói a ha thầy bói thầy bói không dặn được tức giận chàng rùa định bụng trả lời mặc kệ chúng tao mắc mới gì chúng mày đồ nhảy con nhưng tội nghiệp thay Vừa mới mở miệng, rùa ta đã rơi xuống và tan thân vì đụng nhầm một tảng đá. Đức Phật dạy Ở đời đã biết bao nhiêu người vì không giữ cái miệng, nói không đúng thời mà phải mang họa như trường hợp con rùa trên đây. Này các đệ tử, họa từ miệng phát sanh, vậy các con hãy giữ gìn cái miệng. Thuật giả Hoàng Minh Người mẹ Nắng hồng bắt đầu tư thấm trên muôn ngàn cây cỏ. Những tiếng chim riêu ríu hòa lên khúc nhạc tưng bừng. Đằng xa, một dáng điệu ai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng hào quang chói lọi khoan thai, lần bước với chiếc kệ trúc tẩm màu sương nắng. Đây chính Đức Phật. Như thường lệ, mỗi lần nắng lên, Ngài đi khất thực. Ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo. Nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện. Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ đi vắng, con chó nằm trước cửa, đôi mắt đỏ ngầu, cao lại như phóng ra những tia lửa hung ác. Nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chậm đến ngài, theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôm tồn nói. Người hãy im. Chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế, rồi nhanh như chớp chồm lên cao. Lành tay nhưng rất dịu dàng, ngài đỡ lấy hai chân trước, âu yếm, thốt ra những lời đầy thương hại. Người hãy bớt nóng, ta hiểu ngươi chính là mẹ của chủ nhà này kiếp trước ngươi rất hung ác tham lam lâu đài nguyên nga đây tất cả châu báu đây chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người ngươi đã không chút thương tâm thẳng tay đục khoét tận tủy tận xương từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng mãi đến giờ phút trước khi tắt thở ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc nuối những của cải nên ngươi bị đọa, đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bo bo giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh, còn mãi tham lam tàn ác. Oai đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối. Chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lui bước. Đôi mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, động lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương chán nản nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau màn cây. Từ đó chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhất bước đi đâu. Cử chỉ ấy làm cho đế đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia chó rất mạnh mẽ, giữ nhà rất cẩn thận, mỗi lần người lạ mặc vào không khỏi hết hồn với nó. Thế mà nay nó chỉ nằm trong xó, không một hơi sủa. Đế đô tìm cách tra hỏi đứa ở của ông. Nó kể chuyện Đức Phật đến khất thực. Không hiểu ngài đã làm gì chó nhà ta mà từ đó nó buồn và đau đớn như vậy. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức là hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy đi tìm ngay Đức Phật để nhức mắng và đòi thường. Trước cử chỉ hung hăng tàn bạo của ông ta, Đức Phật vẫn vui vẻ điềm đạm bảo: "Ta sẽ nói cho người hay." nhưng ngươi phải dịu lòng đi đã. Nhờ công năng tu tập, ta đã chứng được túc mạng minh, thấy rõ kiếp trước của mọi người. Nên ta biết, chó ghi chính là mẹ ngươi kiếp trước. Vì quá tham lam tàn bạo, nên nay phải hóa thân vào kiếp chó để trở lại giữ của cải cho nhà ngươi. Đế đô cướp lời. Những lời của ông nói đều là huyễn hoặc vu khống, tôi không thể tin được sự thật chính là thế vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ ngươi không tin về đào lên phía dưới giường nơi chó thường nằm sẽ thấy một lọ vàng lòng tham lam của đế đô đã dằn được cơn giận vội vàng hỏi thật không ông sao ông biết lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn nhưng vì khi lâm chung không kịp trói lại nay mẹ kia chính là chó ấy thường nằm trên đó để giữ cho ngươi ngươi làm theo lời ta sẽ hiểu ta nói đúng hay sai từ nét mặt sung sướng ông ta trở thành đau đớn vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận tham lam thấm vào trái tim hồng quả nhiên bới lên một lọ lớn đầy cả vàng với vàng nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của đế đô nguồn tin đã hòa mạnh trong tim hồng làm tiêu tan tất cả những tham luyến hung tàn ông ôm lấy chó khóc nức nở vô cùng ăn năn đoạn đến quỳ bên đức phật đôi mắt nằm đìa dịch cảm rung lên những lời cầu khẩn thiết tha xin sám hối tội lỗi và nhờ phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau đức phật liền bảo nay ngươi đã biết ăn năn thế là ngươi đã có thể trở lại con đường lành ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy phát tâm quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng thành kính sám hối cho mẹ ngươi, đem tiền của bố thí cho mọi người và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy, ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát. Đế đô vân lời Phật dạy, ngoài sự chí thành cầu nguyện, còn đem gia sản bố thí cúng dường. Không lâu, một hôm, chó dụi mình khoe khoắn, tắm thảm, rồi buông ra một hơi thở dài. Không còn là hơi thở đầy luyến tiếc, tham lam, muốn bám víu lấy sự sống, mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thỏa mãn. Chó đã chết. Nhưng chó ấy, mẹ của đế đô sẽ về đâu? kiếp sau như thế nào. Tối hôm sau, trong giấc mộng, đế đô thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòm mây trắng, uốn giòn đến trước mặt người. Từ trong đó, hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần, vỗ nhẹ lên vai đế đô và nói Từ lâu, vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng chó tà hầm trước chính là mẹ đây con. Con ơi, con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được phản sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật cái luật nhân quả không ai tránh khỏi, gieo nhân gì gặt quả ấy, tham lam tàn ác bị làm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây, con hãy vâng lời Phật dạy, gắn công tu học. Thôi, mẹ từ biệt con. Thuật giả Đức Thương Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi. Chàng trai, sao trong cậu buồn thế? Có việc gì không vui à? cháu không hiểu tại sao cháu làm việc chăm chỉ vất vả mà vẫn nghèo chàng trai buồn bã nói nghèo ư cháu là một người giàu có đấy chứ giả sử ta chặt của cháu một bàn tay ta trả cho cháu ba mươi đồng vàng cháu đồng ý không không bao giờ chưa ai nói với cháu như vậy cả cháu rất nghèo giả sử ta chặt một ngón tay của cháu ta trả cho cháu ba đồng vàng cháu có đồng ý không không ạ à. Vậy ta muốn lấy đi đôi mắt của cháu Ta trả cháu 300 đồng vàng cho thấy thế nào? Cũng không được Vậy ta trả cháu 3.000 đồng vàng Để cháu trở thành một ông lão như ta già cả lú lẫn được không? Đương nhiên là không Cháu muốn giàu Vậy ta sẽ đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng Để lấy đi mạng sống của cháu cho thấy thế nào? Cháu, cháu cảm ơn ông cháu đã hiểu cháu cũng là một người giàu có trong cuộc sống rất nhiều người thường than thân trách phận mà không hiểu thực ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác bạn hãy xem nếu sáng nay tỉnh dậy cảm thấy mình khỏe mạnh thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh sự đơn độc lạnh lẽo trong nhà tù chưa bị đói rét rình rập thì bạn đã may mắn hơn hàng trăm triệu người trên trái đất. Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu thì bạn đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người nghèo đói, vô gia cư trên thế giới. Nếu bố mẹ bạn vẫn còn sống và vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới nếu khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được dựa vào bờ vai của họ để nói lên tâm sự của mình thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không bao giờ nhận được tình yêu từ người khác nếu bạn đọc được những dòng chữ này thì bạn hạnh phúc hơn vài tỷ người không thể đọc được trên trái đất này. Sau khi đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười. Hóa ra mình cũng là một người giàu có. Câu chuyện giá trị của thời gian. Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắc bóp chẳng dám ăn tiêu gì tích cót cả đời anh ta để giành được cả một gia tài lớn không ngờ một ngày thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia anh ta bèn nài nỉ tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho ngài chỉ cần ngài cho tôi sống thêm một năm thôi không được thần chết lắc đầu Vậy tôi đưa cho ngài một nửa, ngài cho tôi xin nửa năm được không? Anh ta tiếp tục van xin. Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói. Vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, ngài cho tôi một ngày thôi, được không? Không được, thần chết vừa nói, vừa dơ cao chiếc lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối cùng thế thì ngài cho tôi một phút để viết chút thư vậy. Lần này, thần chết gật đầu, anh run rẩy viết một dòng. Xin hãy ghi nhớ, bao nhiêu tiền bạc cũng không mua nổi một ngày. Câu chuyện Tìm Người Dấn Thân Ngày xưa, có một ông họa sĩ và ông muốn truyền nghề cho học trò của mình. Người học trò rất sung sướng nhận lời thầy. Ông nói, con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất mang đến đây người học trò mang tác phẩm của mình đến và nói đây là bức tranh tâm huyết nhất của con con hãy mang bức tranh này đến treo ở trung tâm thành phố và ghi rõ nếu ai tìm được điểm sai thì hãy đánh dấu chị giúp tôi một tuần sau thầy ơi bức tranh của con có cả nghìn người đánh dấu con hãy vẽ lại một bức tranh giống hệt như vậy đặt lại chỗ cũ và ghi dòng chữ nếu bức tranh bị sai thì hãy sửa lại giúp tôi một tuần sau thầy ơi lạ thật sao không có ai sửa cho con cả bây giờ người thầy mới nói dù con làm việc có giá trị đến đâu nhưng vẫn có hàng triệu người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu để chê bai việc của con làm nhưng để tìm một người dám dấn thân để hành động thì khó lắm con à, vì họ sợ người khác cũng sẽ chê bai giống vậy. Dễ thay, thấy lỗi người, lỗi mình biết mới khó, lỗi người ta phanh tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Câu chuyện Lấy đức độ người Ở trong địa phương nọ, có một toán cướp hoành hành ngang ngược khiến người dân luôn sống trong sợ hãi lo lắng một hôm vị thiền sư đang ngồi thiền trên chiếc đệm cói trong chùa thì một tên cướp đột nhiên đến tên cướp cầm con dao vừa sáng vừa sắc dí vào lưng của vị thiền sư và nói lấy hết tiền trong tủ ra đây mau bằng không thì ta sẽ lấy đi cái mạng già này của ông vị thiền sư chậm rãi nói tiền ở trong ngăn kéo, trong tủ không còn tiền. Tên cướp nghe xong, dẫn vị thiền sư tới ngăn kéo và tủ kiểm tra tiền. Vị thiền sư lại nói, Người hãy tự cầm lấy đi, nhưng hãy để lại một ít bởi vì gạo đã hết. Nếu người không để lại một ít, ngày mai ta sẽ phải nhịn đói đấy. Tên cướp cầm hết số tiền rồi đi ra cửa. Bất ngờ vị thiền sư lại nói, Lấy được đồ vật của người ta cũng phải nói một tiếng cảm ơn chứ." Tên cướp nói, "Cảm ơn." Hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua một sự tình nào như thế này nên trong lòng có chút bối rối và dường như hắn bị mất đi chút ý thức nên ngây người ra một lát. Ngẫm nghĩ thế nào, tên cướp lại móc ra một ít tiền để lại vào ngăn kéo rồi đi. Ngày hôm sau, tên cướp này bị quan phủ bắt được vừa vào lời khai báo sai dịch dẫn hắn đến chùa gặp vị thiền sư sai dịch hỏi vị thiền sư xin hỏi ngài hôm trước tên này đã đến đây cướp tiền của ngài phải không vị thiền sư điềm tĩnh trả lời hắn không cướp đoạt tiền của ta là chút tiền nhỏ ta cho hắn thôi nghe xong lời này tên cướp ngơ ngác cảm thấy thật khó hiểu vị thiền sư lại nói thêm trước lúc rời đi hắn cũng nói tiếng cảm ơn ta rồi. Tấm lòng khoan dung độ lượng của vị thiền sư khiến tên cướp cảm động. Hắn cắn chặt bờ môi, không nói một tiếng nào, chậm chạp bước theo đám sai nha. Tên cướp cuối cùng cũng bị phán đi tù mấy năm. Sau khi ra tù, hắn tìm đến vị thiền sư và nói, Xin đội ơn đại ân đại đức của ngài, xin ngài nhận con làm đệ tử, con nguyện một đời hướng thiện, cải sửa chính mình vị thiền sư lúc đó không nhận ra tên cướp làm đệ tử nhưng tên cướp một mực quỳ ở trước cửa chùa ba ngày ba đêm cuối cùng vị thiền sư nhận ra hắn thành tâm thành ý nên đã thu nhận hắn tên cướp sau này cũng đã khuyên bảo rất nhiều người anh em trước đây của hắn quay đầu lại làm người lương thiện cuộc sống của dân chúng ở địa phương cũng được bình yên trở lại chỉ có từ bi quan dung mới có thể cảm hóa được nhân tâm con người thay vì đẩy họ đến đường cùng vì thiền sư đã dùng tấm lòng bao dung mà thay đổi được cả một cuộc đời đem lại cuộc sống bình yên cho dân chúng nhà phật có câu khi phật tính vừa xuất hiện sẽ làm chấn động mười phương thế giới so với vàng rồng còn sáng hơn trên đời này không có chuyện gì là lạc lối không thể quay đầu lại cũng không có chuyện gì là sai lầm không thể sửa chữa. Chỉ cần trong người đó có lòng thiện lương, một khi Phật tính xuất ra thì nhất định sẽ có con đường để trở về. Sống ở đời, chỉ có thiện tâm mới có thể khiến người ta thay đổi, còn hận thù thì chỉ khiến lòng người ngày càng thêm xa cách mà thôi. Phật gia cho rằng con cái đến với cha mẹ ở kiếp này có bốn loại một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Nếu không có duyên nợ thì không có gặp gỡ. Chuyện kể rằng có một đôi vợ chồng sống bình yên bên nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Đời sống của họ khá giản tiện, chỉ có một mảnh đất để trồng trọt và chăn nuôi một số gia cầm nhưng đổi lại họ có một cậu con trai rất khôi ngô và thông minh đối với họ con trai là tài sản quý giá nhất và họ dành cả tình thương cho con nhưng cậu bé lại có một thói quen kỳ lạ đó là cậu cần ăn thịt vào tất cả bữa ăn nếu bữa ăn nào không có thịt toàn thân cậu sẽ bị đau đến nỗi tưởng như có thể chết được vì đôi vợ chồng này cần mua thịt cho con trai, họ phải tiết kiệm tất cả các khoản chi tiêu khác. Cậu con trai dần lớn lên theo thời gian, và giờ đây cậu đã ở độ tuổi 20, khỏe mạnh và hoạt bát. Đôi vợ chồng già hàng ngày vẫn phải mua thịt cho con, thậm chí còn mua nhiều hơn trước. Cho dù đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm cách chữa căn bệnh này cho cậu con trai, nhưng đôi vợ chồng già đã tốn công vô ích vì không ai chữa trị được căn bệnh này cả. Cuối cùng, họ đã phải bán mảnh đất và tất cả các vật dụng chỉ để đáp ứng nhu cầu ăn rất nhiều thịt của cậu con trai. Họ chỉ còn lại một tài sản duy nhất, đó là một con lừa. Đến một ngày, cậu con trai nói với cha mẹ: "Con bị nghiện ăn thịt trong rất nhiều năm rồi." Nếu bố mẹ để con ăn thịt con lừa, con hứa sẽ khỏi bệnh ngay lập tức. Nếu bố mẹ không cho con ăn thịt con lừa, sợ rằng con sẽ chết mất. Cặp vợ chồng già nghe vậy thì rất lo sợ. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với lời đề nghị của cậu con trai. Đối với họ, cuộc sống của con trai là quan trọng hơn tất cả và tất nhiên quan trọng hơn rất nhiều so với mạng sống của con lừa nếu thịt lừa không thể chữa khỏi căn bệnh cho cậu ấy thì cũng là đáng giá khi họ hy sinh tài sản cuối cùng cho con trai yêu dấu của họ đôi vợ chồng già gật đầu đồng ý cậu con trai nói thêm tuy vậy con còn có thêm một yêu cầu nữa hai bố mẹ không được ăn bất cứ chút thịt nào của con lừa này con phải ăn tất cả con lừa nếu như bố mẹ cố tình ăn dù chỉ một miếng nhỏ thôi bệnh của con cũng không thể chữa được Vậy là như đã hứa, đôi vợ chồng già bước ra ngoài và làm thịt con lừa. Sau khi món thịt lừa đã được làm xong, đôi vợ chồng già nghĩ rằng số thịt này dành cho một người ăn là quá nhiều. Họ nghĩ rằng con trai họ sẽ ngán món thịt lừa nên quyết định ăn một cái chân của con lừa và để dành tất cả phần còn lại cho con trai. Khi cậu con trai ăn đến miếng thịt lừa cuối cùng, cậu cảm thấy rất mệt và ngay sau đó đã qua đời. Đôi vợ chồng già nghĩ rằng lý do là vì họ đã không giữ lời hứa, sẽ không ăn một miếng thịt lừa nào. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má họ. Cái chết của cậu con trai khiến họ đau khổ đến tột cùng. Những ngày tháng sau đó, họ cứ khóc mãi, dây dứt, tiếc nuối vì họ đã không giữ lời hứa với cậu con trai họ cảm giác như cuộc sống đối với họ đã hoàn toàn kết thúc ngày nọ có một nhà sư đi khất thực ngang qua nhà nhìn khuôn mặt buồn rầu của đôi vợ chồng già nhà sư hỏi chuyện gì đã xảy ra đôi vợ chồng kể lại cho nhà sư nghe toàn bộ câu chuyện buồn của họ nhà sư nghe xong mỉm cười và nói hai thí chủ sai rồi thí chủ có biết được người đã ra đi ấy là con trai của thí chủ hay là chủ nợ của thí chủ ở kiếp trước không? Cặp vợ chồng già nghe vậy cảm thấy rất bất ngờ và bị xúc phạm. Nhà sư nói tiếp, hai thí chủ nên cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng đã trả xong được món nợ từ kiếp trước và đã có thể thoát khỏi chủ nợ của mình nhưng có vẻ như khi thí chủ vẫn chưa trả hết nợ thí chủ vẫn còn nợ họ thế nào họ cũng quay lại đòi nốt số nợ còn lại khi nghe thấy rằng người con trai có thể sẽ quay về đôi vợ chồng cảm thấy được an ủi và háo hức họ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy người con yêu dấu của họ thêm một lần nữa vì vậy họ hỏi nhà sư chúng tôi nên làm gì bây giờ nhà sư đáp cậu ấy sẽ quay lại vào đêm nay vì vậy hãy soạn giường của thí chủ như là thí chủ đang ngủ hai thí chủ hãy nấp ở đằng sau nhà lắng nghe xem cậu ấy nói gì đôi vợ chồng già nghe theo lời của nhà sư và chuẩn bị giường ngủ với hình người mặc quần áo như thể đó chính là họ đang ngủ họ mở cửa phòng rồi nấp vào sau lưng nhà sư vào lúc nửa đêm một bóng đen tiến vào căn phòng khi bóng đen đó tiến lại gần cặp vợ chồng cố gắng hết sức kiềm chế nỗi sợ hãi của mình để không hét lên bóng đen đó chính là con trai họ nhưng diện mạo lại giống như một con quỷ với ánh mắt sắc nhọn con quỷ dắt theo một con lừa ba chân nó dừng lại và buộc con lừa vào cửa phòng ngủ với vẻ giận dữ sau đó con quỷ bước vào phòng mà nó nghĩ là đôi vợ chồng già đang ngủ và nó hét lên trong cơn thịnh nộ tôi đã nói với ông bà không được ăn thịt con lừa đó nhưng ông bà lại ăn nếu ông bà không ăn ông bà đã trả xong món nợ nhưng ông bà lại ăn mất một chân của con lừa vì vậy giờ đây tôi chỉ có một con lừa ba chân điều này có gì tốt cho tôi không Tôi không thể cưỡi nó hay bắt nó làm việc được, tất cả là lỗi của ông bà, giờ hãy trả lại tôi món nợ này." Con quỷ nói một lúc lâu rồi tháo dây buộc lừa rời đi. Cặp vợ chồng già sau đó vô cùng sợ hãi. Họ đã xin nhà sư giúp đỡ và họ sẵn sàng bán ngôi nhà này của họ để có thể trả nốt món nợ cho con quỷ. Nhà sư đồng ý là một khóa siêu độ cho người thanh niên đó để hóa giải các ân oán của anh đối với đôi vợ chồng già. Nhà sư cũng cho biết không phải mọi khóa siêu độ đều thành công. Tuy nhiên, nhà sư vẫn giúp họ với hy vọng lòng thành của đôi vợ chồng già có thể con quỷ buông tha họ và trở về với thế giới của nó nhìn lại những gì đã xảy ra đôi vợ chồng già cảm thấy thật may mắn khi hiểu ra được sự thật rằng người con trai mà họ vô cùng thương tiếc lại chính là chủ nợ đời trước đồng thời họ cũng nhận ra bản chất của sự việc không hoàn toàn giống như những gì mà cặp mắt họ trông thấy trong giáo lý nhà phật có dạy về luật nhân quả báo ứng hay nhân quả luân hồi là để chỉ các mối duyên nợ từ kiếp trước Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ trong kiếp này là do bốn loại nghiệp duyên mang tới. Một là đến báo ơn, hai là đến báo oán, ba là đến trả nợ, bốn là đến đòi nợ. Ân oán nghiệp lực mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào những việc làm tốt xấu của cha mẹ kiếp trước và kiếp này. Vậy nên, đừng bao giờ hỏi tại sao cha mẹ hiền lành mà sinh con nghịch ngợm phá phách bố mẹ giàu sang sinh con phá gia chi tử tất cả là do nhân quả báo ứng kiếp trước giàu có được là nhờ làm việc bất chính thì kiếp này tiền của ắt lụng bại của thiên trả địa con cái chỉ là người dùng duyên nghiệp đó mà trả nghiệp cho bố mẹ mà thôi sinh con ra khó nhọc, nuôi nấng con còn khó nhọc hơn. Làm bậc cha mẹ, hãy nên tích đức cho con cái, đừng vì tham lam mà làm điều ác để lấy nhà cao cửa rộng cho con. Cũng đừng vì ích kỷ, thù hằn cá nhân mà gây ác nghiệp. Có thể kiếp sau, quả báo mới tới, nhưng cũng có thể kiếp này đã tới ngay trong đời con. Nếu sinh con ra không được như ý muốn thì cũng được buồn giận chỉ là ta đang phải trả nghiệp cho kiếp trước hay cho những gì ta đã làm trong quá khứ mà thôi cuối cùng dù là duyên nghiệp như thế nào trong kiếp trước thì trong đời này cha mẹ hãy là những tấm gương sáng cho con cái về tu dưỡng đạo đức hơn nữa cần có trách nhiệm giáo huấn con cái về phương diện này tu nhân tích đức chỉ có như vậy mới mong sớm trả hết mối nghiệp duyên này chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não, tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật Pháp, xuất ly lục đạo thì cứ ở trong sinh tử thanh trần nhau, đòi nợ nhau mãi. Cảnh oan oan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thần Khoa Trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an, Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án, ông đều lập được công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lấy lần bao nhiêu cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, đầy dẫy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân có hai con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, hệ uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà đến chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi vĩnh tiền cha mẹ Lắm nút xin đến một hai vạn Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ Mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ đi đánh tiếp Nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt Ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết, để nội tâm được an ủi hai vợ chồng họ xin nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng hai người nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế những báo ứng thiện ác quả thật như theo bóng với hình chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo giờ đây đang đơm hoa kết trái đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại ở một tiền kiếp của họ có một người nghèo rất mồng tơi bơ vơ không chỗ nương tựa bị bệnh nằm ven đường rên rỉ không ai giúp đỡ xem như chỉ có nước chờ chết bỗng có một phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động hết mức mà thề rằng sau này khi được giàu có nhất định tôi sẽ hoàn trả hậu hĩnh lại cho ân nhân và tận sức báo đáp ân cứu mạng nhờ số tiền này làm vốn mưu sinh nên người nghèo nọ đã vượt qua cơn khó khăn y cưới vợ sinh con dần dần khá giả sung túc nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia còn vị nữ ân nhân nọ do xuất tiền giúp cho gã nghèo sau khi về nhà bị gia đình trách móc hoài nghi đủ điều suốt đời sống trong buồn rầu khốn khổ nữ ân nhân đời đó nay chính là cậu trai út nhà ông còn gã nghèo sau khi giàu có rồi có một ngày nọ hắn ta cùng vợ đi ra ngoài mua đồ vừa đi tới bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu mà còn đứng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão về làm của riêng lão già chết chìm thuở xưa nay chính là cậu con trai trưởng nhà họ hai vợ chồng gã nghèo thời ấy đời này chính là hai vợ chồng họ thân trong quá khứ họ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội hai cậu con trai chính là oan gia đến đòi nợ. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân tiền kiếp thì kinh hoảng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật Pháp. Hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an ổn trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh mình, giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết, trong sạch, không ý vào may rủi, bởi nhân quả báo ứng không mảy may sai chặt, 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 may thiện niệm và ác nghiệp, thiện niệm ác niệm đều do tâm sinh vì vạn pháp do tâm tạo. Chúng ta tu hành cần phải kiểm soát. Tu trong từng cử tâm động niệm quản lý tâm mình cho tốt. Nếu giữ được chánh niệm hiện tiền thường xuyên, thì tự nhiên y báo sẽ chuyển theo chánh báo. Số bệnh tất được cải đổi. Nhà Phật thường nói, khởi một niềm thiện, cung điện nơi thiên đường liền thành. Khởi một niềm ác, hình phạt nơi địa ngục chờ sẵn. Nếu có thể tiến lên triệt ngộ nguồn tâm, trụ nơi vô trụ siêng tu lục độ vạn hạnh ác việc giải thoát thành đạo đều có thể thực hiện người học phật chúng ta nếu tu đến thời tiết nhất định sẽ có mài luyện đủ loại đủ kiểu hiện đến với bạn lúc ấy cần có tâm bình hòa nhẫn nhục tinh tiến để vượt qua thử thách dưới đây là kinh nghiệm từ cuộc sống của tôi hy vọng mọi người xem xong được lợi ích Tiểu Vận, là thằng em họ kém tôi bảy tuổi. Tính hết sức ngang ngược, bướng lì. Dì dượng tôi rất cưng chiều nó. Hôm đó tôi tới nhà thăm dì dượng, nhưng họ đi vắng. Chỉ có một mình Tiểu Vận trong nhà. Tôi vừa bước vào, nó đã kéo tôi lên mạng chơi vi tính. Bớt đắc dĩ, tôi phải chơi cùng nó một lúc. Do tôi ít chơi game, nên rất mau thua làm ảnh hưởng xấu đến số điểm, khiến em tức giận, chạy đến xô tôi té xuống đất, và trách. Sao chị chơi tệ quá vậy? Nhìn khí thế hung hăng của em, tôi lấy giọng chị, nghiêm nghị của nó. Em dám đối với chị dữ dằn như vậy hả? Bình thường để gì dưỡng, nên chị luôn nhường nhịn. Hôm nay chị phải dạy dỗ em mới được. Thế là tôi túm lấy nó, đánh chưa? vào mông nó một trận. Tiểu vận bị tôi đánh, khóc ầm lên vừa khóc vừa chụp đồ đạc quăng ném lung tung đồng hồ bàn ly tách các món đồ chơi đều bị nó làm vỡ hết tôi khuyên ngăn vô ích ngay lúc đó dì dượng tôi về nhìn thấy bãi chiến trường hỗn độn dì dượng phật ý hỏi với giọng đầy trách móc vậy là sao trời vì sao mà đồ đạc tùm lum vậy hả chẳng đời tôi giải thích Tiểu vận vừa khóc vừa gào lên Là chị Hồng làm, làm hết đó Chị vừa đánh con vừa quăng đồ á Không những làm, làm, làm con bị thương Mà còn phá hư hết đồ chơi của con luôn Ba ơi Mẹ ơi Chị chị thừa lúc hai người đi vắng Đã ăn hiếp con như vậy đó Tôi nghe em nói mà ngỡ ngàng đứng chết chân, ngạc nhiên tới há hốc miệng, á khẩu, cũng chẳng biết làm sao để giải thích. Vì dượng tôi quá cưng em họ, nên tin ngay. Họ giận dữ, mắng tôi. Tại sao mà con không có lương tâm, cư xử quá tệ như vậy hả? Con cũng từng ở đây một thời gian, sao lại đối với em ác như vậy? Cái con nhỏ này bụng dạ xấu xa độc ác, mau cút khỏi đây ngay, cút ngay! Tôi muốn giải thích, nhưng dường như chuyện khó thể vãn hồi, đành dẫn nhịn nuốt giận quay về. Về ký túc xá, tôi khóc to một trận, thầm nghĩ, vì sao dì Dượng lại đối xử với tôi như thế? Rõ ràng là tiểu vận sai, nhưng họ chẳng cần phân rõ trắng đen cứ mắng tôi xối xả. Tại sao? Tại sao chứ? Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Từ Đại Bi ơi, cầu xin Ngài Gia Trì giúp hóa giải mọi hiểu lầm giữa con và họ. Đêm đó tôi không ngủ. Một tuần trôi qua, tôi rất muốn đi thăm em họ và gặp dì dượng để xin lỗi, vì bình thường họ đối với tôi rất tốt. Thế là tôi mua quà mang đến nhà họ. Vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi giật mình ngạc nhiên. Dì đang ngồi trên sofa, bưng mặt khóc. Còn dường ở cạnh bên, thở dài não ruột. Dì Dượng ơi, có chuyện gì vậy? Tiểu vận đâu? Dì Dượng chỉ vào phòng ngủ. Tôi bước tới, vừa nhìn thấy em họ thì giật mình thất kinh. Không ngờ, một tiểu vận tuấn tú, giờ đã biến thành cái đần đồn ngớ ngẩn. Lưỡi em thè ra khỏi miệng, quẹo sang bên phải, nước giải chảy nhỏ giọt giọt. Còn tay và gò má bên phải của em thì không ngừng co giật. Nó bị như vậy đã một tuần rồi, Dựng tôi bớt đắc dĩ, kể cho tôi nghe. Con đi rồi thì qua ngày sau, Tiểu Dựng đột nhiên toàn thân coi giật, đến bệnh viện khám, bác sĩ nói đây là triệu chứng bại não, chỉ có thể điều trị từ từ, không còn cách nào tốt hơn. Phải làm sao bây giờ đây chứ? Chúng ta chỉ có một mình nó thôi mà. <laughs> Dì tôi ngồi bên nghẹn ngào chen vào nói, hai mắt đỏ chạnh, chứng tỏ dì đã khóc rất nhiều. Đừng lo, rồi sẽ có cách mà. Quay về ký túc xá, tôi cảm thấy việc này có liên quan đến tôi. Mặc dù tiểu vận, dì dượng đối với tôi một bề ghét bỏ, dùng toàn lời ác dành cho. Nhưng tôi là người học Phật, cần phải dùng thiện niệm và tâm từ bi mà đối với họ nếu như tôi thành tâm tụng kinh hồi hướng cho tiểu vận có thể em sẽ dần hồi phục gia đình sẽ bình an hài hòa thế là tôi bắt đầu tụng kinh kim cang hồi hướng công đức cho tiểu vận kỳ tích xảy ra ba ngày sau vì tôi mừng rỡ gọi điện khoe alo con hả từ lúc con đến thăm thì trưa hôm sau bệnh của tiểu vận chuyển tốt lên rồi Miệng và mặt nó hết bị co giật Có thể ăn cơm bình thường rồi đó con Tiểu giận đã kể hết sự thật cho dì nghe rồi Nó đã làm sai Và phải nhận lỗi trước con phải không Thật sự xin lỗi con nha Hôm ấy dì đã mắng quan con Con hãy tha lỗi cho dì nghe Tối nay con có rảnh không Mời con đến ăn cơm với dì nha con Thế là mọi việc tốt đẹp An ổn hài hòa Điều này làm tôi xúc động sâu sắc Nếu như mỗi người học Phật Đều có đủ trái tim từ bi cho dù bị người khác khởi ác niệm với mình, bản thân cũng không nên nổi sân, mà phải nhờ vào sức mạnh của Phật pháp sám hối, hồi hướng. Nếu biết dùng thiền niệm đối đãi với mọi sự, mọi việc thì nhất định sẽ có hảo báo, thu được kết quả tốt đẹp không ngờ." Kinh Hoa Nghiêm nói: "Nếu người muốn biết ba đời tất cả Phật nên quán tính pháp giới, tất cả do tâm tạo. Người học Phật trong lúc gặp nghịch cảnh nghịch duyên cần giữ chánh niệm nên dùng tâm dẫn dục như như bất động đối với mọi hoàn cảnh làm được vậy mới có cơ hội giải thoát kinh kim cang nói tất cả pháp vô ngã thành tù nơi dẫn Dần đây xin khuyến thế nhân cẩn thận khi nói đăng hành động phải dình tâm giữ biện chớ nói lời vu khống người vì thiện ác nằm trong một niệm phúc họa như bóng theo hình nhân quả báo ứng luôn có thật. Lời người dịch đọc đến đây bạn có thắc mắc không? Tại sao có nhiều người ác khẩu vu khống tạo lỗi tương tự hoặc hơn cả tiểu vận mà họ đâu có bị gì? Phải giải thích đó là tùy thuộc nhân quả, tùy những uẩn khúc trong cuộc sống mọi người. Tôi xin tạm giải thích như thế này: nếu xúc phạm kẻ ác hoặc thường dân không bị báo nặng bằng xúc phạm hiền dân, thánh dân. Hồi mới về xong chuyện này, tôi không tin, cho rằng có vẻ như người kể đang tự khoe khoang. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, quả hồng là Phật tử, không nói dối, và tu rất miên mật, giữ giới chu đáo. Do vậy, mà lời cầu nguyện cô dễ đạt, và bản thân không những nhận được lực gia trì của thần hồ giới, mà cả đến chư Phật, nên mới chiêu cảm kết quả như trên đọc trong kinh sử, ta thấy ghi chuyện một vị sư già thời Phật đã từng chứng thánh, nhưng miệng cứ nhai đi nhai lại rất khó coi. Nguyên nhân bắt nguồn từ khiếp xa xưa, thuở đó ông là một chú tiểu, tình cờ thấy một vị sư già tụng kinh, ông đã cười nhạo chê rằng, sư tụng giống hệt trong nhai cỏ. Không ngờ vị sư này đã chứng A-la-hán, do lỗi xúc phạm thánh dân, mà sa di đó năm trăm đời miệng thường nhót nhép giống trâu nhai cỏ. Cho đến kiếp cuối cùng này, dù đã chứng A-la-hán rồi, vẫn còn phải tiếp tục trả báo xưa. Ngoài tác động luật nhân quả, mắng người thì bị người mắng, hại người bị hại lại, thì việc vô cớ vô oan, đổ lỗi cho hiền dân, hay một người chỉ giữ ngũ giới nghiêm ngặt thôi, thì cũng khiến cho đương sự có thể chiêu vời báo ứng xấu cho mình giống như câu chuyện quả hồng vừa kể là một chứng minh. Vì vậy, Phật thường khuyên ta cẩn ngôn và luôn nhắc. Họa nằm nơi đầu lưỡi. Đầu lưỡi. Cảnh sát, Cảnh sát và phú, và phú ông. ông Tiết Thành và Sử Đình là một đôi vợ chồng thương nhau thắm thiết. Anh thì tuấn tú khôi ngô, sự nghiệp thành đạt. Chị thì xinh đẹp, quý phái tao giả trong mắt mọi người họ được ví như đôi kim đồng ngọc nữ thế nhưng đôi vợ chồng được thiên hạ ngưỡng mộ trầm trồ này thường thở vắng than dài sầu muộn ủ rũ số là họ có hai đứa con gái bé út tên là bảo châu do cầu tự mà có được nên cả nhà rất cương yêu chiều chuộng bảo châu rất thanh tú khả ái đối với người ngoài bé rất ngoan nhưng khi chỉ có một mình với gia đình Thì bé luôn tỏ ra nóng nảy giận dữ Thường hét gây Thấy gặp người thân là đánh Tiết thành vì con gái Mà phải bước vào con đường học Phật Anh thường tùng kinh Phóng sinh Nhưng Bảo Châu không chút chuyện tốt Lại còn hay đau ốm Cảm sốt Nhưng kỳ quái Là những khi Tiết Thành vắng nhà Thì các trạng thái bất thường này Đều biến mất hoặc chuyển sang tốt lành. Tiết Thành vì con gái cưng mà rầu lo héo ruột gan. Anh đã tốn tiền cho Bảo Châu nhiều vô số, khoản chi ra kết xù, cộng thêm tâm thái muộn phiền đã khiến cho người đàn ông có sự nghiệp thành đạt này cảm thấy cuộc đời sao mà thống khổ quá. Chiều hết thấu, Tiết Thành bèn đến gặp tôi cầu giúp đỡ và than. Tôi hết trụ dẫn nữa rồi, Bảo Châu khiến tôi lao tâm khổ trí Mệt mỏi đến cùng cực Phải chăng đời trước tôi thiếu nợ nó Nếu thật tôi nợ nó Thì phải trả thế nào đây Nghe anh rầu rĩ kể lễ Tôi bảo Con cái đầu thai Là do ác duyên Hoặc thiện duyên mà tìm tới Bảo Châu hành hạ cha mẹ thống khổ bội phần như vậy Đối với các vị đúng là không phải thiện duyên thật ra ác duyên này đã kết tụ vào năm 1930 tại bến Thượng Hải. Đầu đuôi như sao? Tại sở cảnh sát thuộc bến Thượng Hải cũ, có hồ cục trưởng và thuộc hạ tiểu quách. Hai người chơi thân thắm thiết, hết bực tin nhau. Lúc đó, tại địa phương này đã xảy ra một vụ án bắt cóc, gây chấn động một thời. Do gã X là trùm giang hồ khét tiếng vì ân oán cá nhân mà ra tay bắt trói một phú ông vùng đó. Người nhà phú ông lo lắng vạn phần, bèn tìm đến hồ cục trưởng báo án, xin ông giải cứu cho. Nhưng hồ cục trưởng, tính vốn tham lam, đã thừa dịp này buộc gia đình phú ông phải nộp một khoản tiền kết sù, rồi mới chịu ra tay cứu giúp. Sau đó, ông sai tiểu quách đi điều tra sự việc. Dù tiểu khoát đã tìm ra kẻ chủ mưu vụ án nhưng do tên trùm ít lót tiền hối lộ cho lão hồ và tiểu quách nhiều hơn phú ông nên hai vị cảnh sát liền thông đồng cùng bao che phóng thích tội phạm chỉ xoa dịu thân nhân người bị hại chút ít cuối cùng dẫn đến kết cuộc bi thảm là phú ông lìa đời trong tức tử bị hà hiếp bất tử ông hồ cục trưởng kiếp xưa đời nay chính là tiết thành còn thuộc hạ thương tín tiểu quách giờ là người vợ sử đình do phú ông trong quá khứ phúc lâm chung lòng đầy oán hận đã thề sẽ báo thù hiện giờ đã đầu thai vào làm đứa con cưng bảo châu còn tên trùm Ít, do tạo tội ác ngập tràn đến nay vẫn còn thọ khổ hình nơi địa ngục tôi bảo tiết thành mặc dù hiện tại các vị đã bắt đầu học Phật tu tập. Nhưng lực sám hối vẫn chưa đủ. Phú ông kia vô cớ bị hại, đâu có dễ dàng buông tha cho. Vì vậy, hai người nhất định phải nghiêm trì giới luật, phải ăn chay và giữ gìn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thường hành thập thiện và phải tụng kinh địa tạng, hồi hướng cho con gái hai vị phải trì chí bền tâm chuộc tội tinh tấn tu không biến đời dấu gặp đại khổ nạn chi cũng phải hiểu đó là thử thách phải nghĩ là mình đang trả nợ cho tiêu nghiệp nếu hai vị nỗ lực cố gắng hành trì được như thế chừng khoảng năm sáu năm nhất định sẽ thu được kết quả tốt nửa năm sau tiết thành gọi điện tới âm thanh chứa đầy xúc động mừng vui anh báo tin con gái mình đã thực sự chuyển tốt. Còn người vợ sử đình hồi xưa, sức khỏe rất yếu, nay đã dần dần hồi phục mạnh khỏe. Qua việc này, Tiết Thành phát nguyện sẽ tu học thật tốt để thành một gia đình Phật hóa. Hai cậu quý tử Chúng ta trong vô lượng kiếp, đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn tu theo phật pháp xuất ly lục đạo thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi cảnh hoang hoang tương báo này biết bao giờ mới dứt thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an ông hành sự rất nghiêm cẩn không mảy may cẩu thả sơ sót mấy lần phá trọng án đều lập công lớn nhưng sự nghiệp thành đạt lấy gần này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông. Bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút, dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân, có hai đứa con trai, đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người. Quậy ầm náo trong nhà, đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vội tiền cha mẹ lắm lúc xin đến một hai vạn số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp nỗi khổ này khiến hai ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói sống không bằng chết để nội tâm được an ủi bọn họ đã nhận nuôi một đứa con gái hy vọng về già có được chút ấm lòng Hai vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu Vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu Cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế Ngồi đối diện với hai vợ chồng già Nhìn họ nước mắt đầm đìa Tôi thấm thía Báo ứng thiện ác Quả thực như bóng theo hình Chính nhân hạt giống oan nghiệt Trong quá khứ họ đã treo Giờ đây đang đơm hoa kết trái Đem đến thống khổ khôn tả vào thời cổ đại xa xưa có một người nghèo rớt mồng tươi, bơ vơ không chỗ nương bị bệnh nằm ven đường trên rỉ không ai giúp đỡ xem như chỉ có nước chờ chết bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua thấy cảnh người nghèo này liền khởi tâm xót thương bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình người nghèo này sau khi vay được tiền cảm động quá cỡ liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân dân và tần sức báo đáp ơn cứu bạn. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân dân kia. Còn nữ ân dân đó, do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà, bị gia đình trách móc hoài ghi đủ điều khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ nữ ân dân đó đời nay chính là cậu công tử út con gái nghèo sau khi được giàu có rồi một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu còn nướng trơ mắt ngó mặc cho lão già chết chìm sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa, nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy, đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của, nên đời này họ phải đền gấp bụi. Hai cậu con chính là quan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo nếu như hai ông bà không sám hối tu hành làm nhiều đại công đức thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối bước vào con đường tu hành theo phật pháp hy vọng vật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả phải luôn cảnh tỉnh bình giờ giờ khắc khắc sống thuần khiết trong sạch không ý vào rủi mai bởi nhân quả báo ứng không hề sai không hề sai tổ kiến và nhà ở có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp hòa thượng diệu pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ đài loan ra nước ngoài định cư trước tiên Họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Thế chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng mà tới khi cả gia đình đồng ý thì các cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiến này kéo dài ngót ba năm. Cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp, giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười dịu dàng hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ưa chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <cười> <cười> dạ hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến còn khen trong tổ thiết kế rất là hay có cung điện cho kiến chúa có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm dạ hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống sư phụ nói hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến thiên gian vạn khổ tạo dựng nên còn phá hoại làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên tìm nhà không ra đây chỉ mới là sơ báo nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở Nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ, cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn. Quay sang hai người lớn, hòa thường quở, "Còn hai con nữa thân làm cha mẹ đã quy y cửa Phật nhiều năm, vì sao có thể đứng yên nhìn" mặc tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật, và tụng kinh địa tạng chú đại bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến như vậy có được không thầy lành thay lành thay được rồi các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phật cho nên không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh